xin chào quý vị uh, livestream này liên sẽ nói về cách để dạy cho con mình bảo vệ um, uh, trước cái dịch cúm corona khi mà tự trường uh, thì lý do liên làm livestream này là vì uh, liên vừa được uh, báo uh, rfa tức là radio free asia phỏng vấn thì uh, liên thấy uh, những cái ý tưởng mà họ hỏi liên đó thì uh, có lẽ rất là hữu ích cho phụ huynh cho nên là uh, liên làm livestream để liên chia sẻ luôn à um, thì quý vị thấy là cái dịch corona này là làm cho bên Việt Nam mình rất nhiều người hoang mang hả? À, xin chào à, Thái Phúc Nguyên top fan, uh -huh. à, và uh, đó là cái chuyện dễ hiểu thôi nhưng mà uh, Ly nghĩ là uh, quý vị cũng không có cần phải <laughs> sợ hãi tới mức khủng khiếp là tại vì tại vì cái tỷ lệ tử vong nó đâu phải là một trăm phần trăm đâu. Um, virus thì là nếu mà mình um, uh, uh, cơ thể mình khỏe đó, uh, uh, sức uh, cái uh, hệ miễn dịch mình tốt uh, thì cái sức đề kháng của mình tốt uh, thì là mình sẽ chống lại được uh, dịch bệnh thôi chứ không có phải là không phải là ai dính dịch là cũng chết đâu. À. Ừ. Nhưng mà uh, tốt hơn hết là mình cần phải cẩn thận để mình uh, mình biết cách tự bảo vệ thì là thì cũng là điều cần thiết. Ha. Uh, thật ra là À, nếu Liên là um, ông bộ trưởng uh, bộ giáo dục thì là Liên sẽ cho học sinh nghỉ học à, Bây giờ câu hỏi đặt ra là uh, cho nghỉ học cho tới bao lâu à, Bây giờ cái diễn biến dịch không biết nó sẽ kéo dài cho tới khi nào Không lẽ giờ dịch nó kéo dài năm cái là mình cho nó nghỉ nguyên năm hay sao À, đúng, mình không thể cho con nít nghỉ nguyên năm được Nhưng ít nhất là trong lúc này Mình chưa biết diễn biến dịch nó sẽ đi về đâu Mình không biết là nó sẽ như thế nào Thì ít nhất mình cho nó nghỉ uh, Hai tuần đi Rồi trong quá trình đó Mình sẽ tiếp tục uh, liên uh, Theo dõi Rồi uh, Rồi tới cuối cái hai tuần đó Mình sẽ quyết định là nghỉ tiếp hai tuần nữa Hay là đi học lại Um, chứ còn bây giờ um, khi mà dịch nó lan tràn khắp nơi như vậy mà ông uh, bộ trưởng bộ giáo dục lại bắt con nít phải đi học như bình thường thì ông quả là một người vô lương tâm vô trách nhiệm vô đạo đức và chính xác là khốn nạn ừ, tôi chửi ông bộ trưởng bộ giáo dục là một thằng khốn nạn à, à, ông không nghe được thì kể ông mà ông nghe được thì ông nổi giận thì càng tốt ông cần được bị chửi ha <laughs> <laughs> tại vì ông ông để cho bao nhiêu đứa trẻ bị vướng vô cái chuyện này thì thì quả là quá khốn nạn và thật ra là nguyên cái chính quyền này nó khốn nạn nó khốn nạn ở chỗ là nó không có cản trở khách du lịch à, 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 Trung Quốc à, từ biên giới vô rồi từ à, ở phi trường ha nó khốn nạn ở chỗ à, là nó bưng bít thông tin à, nó khốn nạn ở chỗ là nó à, À, nó để cho người ta trục lợi trong cái chuyện này người ta bán người ta bán à, 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 khẩu trang với cái giá cắt cổ à, à, nó khốn nạn được cái chuyện phải không Nhưng mà bây giờ mình mình sống trong cái xã hội như vậy thì mình phải biết cách tự bảo vệ mình thôi chứ mình không thể trông chờ cho chính phủ được hả à, thì bây giờ à, Liên à, nếu Liên là cha mẹ ở Việt Nam và liên có con à, thứ hai này bắt đầu đi học thì à, liên sẽ làm gì à, thì đây là đề nghị cá nhân của liên thôi à, quý vị thấy làm được thì làm đấy, không thấy làm được thôi phải không nhưng mà liên nghĩ á, là nó có à, giải pháp tốt nhất trong 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 suy nghĩ của liên á, là mình là phụ huynh mình phải áp lực nhà trường cho con mình nghỉ học là giải pháp tốt nhất thứ hai nữa là nếu mình không áp lực được nhà trường cho con mình nghỉ học thì mình tự mình cho con mình nghỉ học và mình tìm cách làm sao cho nó nghỉ học nhưng nó không bị mất bài, nó không bị uh, trẻ chương trình ừ. à, thứ ba nữa là uh, nếu mình buộc phải cho đi học thì mình sẽ phải hướng dẫn cho nó cái cách để mà nó biết tự phòng vệ, nó biết tự bảo vệ để không bị lây lan à, thì thì uh, thì mình sẽ nói theo từng cách một hả bây giờ nói cái cách phương án tốt nhất theo ý, ý kiến của liên là quý vị là phụ huynh ừ. Thì quý vị phải hiểu Trong nhiều livestream đi đã nói rất nhiều lần rồi Là một đất nước tốt đẹp Một chính phủ tốt đẹp Nó là do nó là kết quả của người dân Chứ không phải là kết quả của chính phủ Trong rất nhiều livestream và rất nhiều bài viết Liên đã viết rồi Liên nói là nếu mà chính phủ nó khốn nạn một lần Thì lỗi ở chính phủ Mà chính phủ nó khốn nạn liên tục hết lần này tới lần khác Lỗi tại người dân Vì sao? Vì mình cứ im lặng, mình để cho nó muốn làm gì làm hả mình cứ im lặng mình để trên muốn làm gì làm nó cứ leo lên đầu mình nó 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 chà đạp mình nó nó dày xẻo mình mà mình cứ ráng mình chịu thì đó là lỗi tại mình liên không có ngồi đây liên trách người việt như ý liên nói á để cho quý vị hiểu là quý vị có rất nhiều quyền lực chứ không phải không quý vị không cần phải quá sợ hãi cường quyền của chính phủ rồi cường quyền của bộ giáo dục rồi sở giáo dục rồi ban giám hiệu mà quý vị phải hiểu là chính phủ trung ương hay là hay là thành phố hay là sở giáo dục hay là bộ giáo dục tất cả những thằng khốn nạn đó là nó được người dân trao quyền chứ nó không tự nhiên có quyền và nếu mà quý vị không hiểu được điều đó thì nó cứ tiếp tục nó nó, nó làm quyền nó nó chà đạp mình vậy thì liệu, ngay lúc này mình không có nói tới chuyện à, vĩ mô mình không có nói chuyện làm gì với chính phủ phải không mà chúng ta đã xác định sinh là năm 2030 chúng ta sẽ có chính phủ tốt đẹp à, thậm chí sớm hơn nữa nhưng mà ở đây mình chỉ nói chuyện ngắn gọn trong cái chuyện là con nít sắp đi học thôi thì là mình phải hiểu được là một cái ngôi trường chất lượng giáo dục của một ngôi trường đó, nó không đơn giản chỉ là từ thầy cô giáo dạy hay hay là ban giám hiệu quản lý tốt nó không đơn giản chỉ tới từ cái chuyện học sinh nó học giỏi mà nó là một cái sự cộng hưởng một sự cố gắng cộng hưởng hợp tác giữa thầy cô giáo ban giám hiệu học sinh và phụ huynh ừ và đương nhiên là chính quyền địa phương. Vậy thì nếu mà phụ huynh không nói năng gì hết á cứ lặng lẽ và dạ, nghe theo lời ban giám hiệu cho con mình đi học á, tức là mình tự đánh mất cái quyền trong cái quyền và cái trách nhiệm trong cái việc đóng góp vào sự à, phát triển chất lượng của cái ngôi trường của mình. Và đó là cái hành động à, thiếu trách nhiệm. À thành ra là nếu mà làm đúng trách nhiệm thì quý vị làm gì đương nhiên quý vị không có tự động mà lên ban giám hiệu mà đứng một mình mà nói mà chửi mà đòi đề nghị nó chẳng có tác dụng gì mà nó còn có hại cho mình cho nên mình làm một cách phải khôn ngoan thì quý vị phải gọi điện thoại email hay là mời tất cả những phụ huynh ở trong lớp con mình hay là trong trường con mình để họp một cái họp mình phải họp phụ huynh riêng chứ mình phụ huynh Việt Nam là chỉ đi học phụ huynh khi trường tổ chức chứ không hiểu được rằng khi mình tự tổ chức đó mới thật sự là mình tạo mình 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 dùng à, à, sức lực của chính mình à, đúng là Liên Nam bị cảm Quý vị thấy cái mặt Liên không lát nữa nói chuyện này sau à, thì à, thì là bây giờ phụ huynh phải họp à, riêng à, phụ huynh tất cả phụ huynh trong lớp của con mình hay trong trường của con mình và rồi đi tới cùng nhau một cái quyết định là phải áp lực trường bắt uh, ban giám hiệu phải cho con mình nghỉ nếu ban giám hiệu không cho con mình nghỉ cả trường tự động nghỉ Thì có ban giám hiệu làm gì được đúng không à, nhưng mà mình đừng có tự động mình làm một mình mình thì là người ta sẽ hạ hiếp mình nhưng mình làm chung với nguyên cả trường thì mình sẽ không bị gì hết uh, thì đó là đó là phương án mà liên cho là tốt nhất nếu quý vị không làm được thì là quý vị có hai phương án tiếp theo là không cho mình tự động cho con mình nghỉ nhưng mình tự động cho con mình nghỉ thì là mình phải tìm cái phương án làm sao để để con mình nó không bị mất bài mình phải xin phép phải nói chuyện cô giáo là cho cho xin bài về nhà học hay là phải trong lớp có bạn nào quen mà nó biết chắc là nó sẽ đi học thì thì mượn bài về chép ví dụ vậy nhưng mà liên nghĩ có một cái phương án là Um, rất là tốt là quý vị có thể đề nghị trường á à, mình đề nghị trường là à, cho con nít nó học online thay vì nó tới trường học thì nó không nghỉ học nhưng nó vẫn học nhưng mà nó học online um, mình có thể họp phụ huynh và đóng tiền để cho trường mở tài khoản zoom để cho cô thầy giáo dạy cho con mình ở nhà hoặc là thầy cô giáo có thể um, à, quay lên video rồi upload lên youtube hay là livestream lên là facebook thì con nít nó có thể học ở nhà được thì vẫn rồi nó nộp bài thì là bố mẹ nó email cho thầy cô giáo thôi phải không? À, Liên cảm được quý vị thấy không? À, thì cái cái chuyện cảm này mới nói là à, Liên vừa mới nhận được một cái thông tin từ bạn thân của Liên là bác sĩ Kevin Mai, à, bác sĩ Kevin Mai ở bên Việt, bên Mỹ á, ở quận Cam á, thì bác sĩ Kevin Mai mới nói là I am more concerned about regular flu. So far, CDC estimates we have 15 million flu patient, 140,000 hospitalization and 8,200 deaths in the US. Nghĩa là sao? À, nghĩa là thật ra tôi lo lắng về cái chuyện cảm cúm bình thường hơn là virus corona. Vì cho tới bây giờ thì CDC tức là cái cơ quan mà lo về À, à, dịch bệnh ở Mỹ đó thì họ phỏng đoán là có khoảng 15 triệu bệnh nhân bị bệnh à, cảm cúm thường 140.000 bệnh nhân phải nằm bệnh viện và 8.200 bệnh nhân sẽ chết ở Mỹ <laughs> quý vị thấy là thật ra ở Mỹ flu là một cái chuyện lớn năm nào ở Mỹ cũng có bệnh nhân chết vì flu tức là chết vì cảm cúm bình thường á thì cảm của bình thường á uh, trong livestream trước là mình đã nói rồi là uh, là là kho, cũng có thuốc chữa chứ phải không nhưng mà thuốc uh, antiviral tức là thuốc uh, trị uh, kháng kháng virus á, thì là thường nó chỉ có tác dụng khi mà mình dùng trong vòng 2 ngày uh, mà vừa mới uh, bị nhiễm bệnh còn nếu mà nhiễm bệnh lâu rồi mà nó ủ bệnh mà mình không biết thì tới lúc dùng nhiều khi nó cũng hiệu quả nó không có cao ừ. còn riêng cái con virus uh, corona thì, thì chưa có thuốc phải không? thì là cái thuốc hữu hiệu nhất á, là um, là cái hệ miễn nhiễm của mình um, thì lát nữa mình sẽ qua cái phần uh, phương án cuối cùng là phải tự bảo vệ như thế nào thì ly nghĩ là cái phương án thứ hai á, là quý vị uh, một là xin cô giáo cho con học online À, hai là xin cô giáo cho con được ở nhà Rồi à, mượn bài của bạn học Nộp bài đầy đủ ừ. à, Thì con mình khỏi khỏi phải, phải đi học ừ. Hai tuần rồi Hy vọng là trong vòng hai tuần tới Thì cái diễn biến bệnh nó thay đổi Thì sẽ có những cái chuyển biến tốt ở Trên thế giới Thì là lúc đó mình có thể yên tâm Mà đi học được Phải không? À, và bây giờ Đó hai phương pháp đó không được thì Bây giờ mình buộc phải cho con mình đi học á thì là mình phải chỉ dạy cho con cách tự 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 bảo vệ nhưng mà cái nguy hiểm của chuyện là cho con dạy cho con cách tự bảo vệ thì là thì là rất nhiều phụ huynh là vô tình vì quá lo lắng cho con mình nói với con về cái chuyện cần phải phòng ngừa thế này thế kia và mình làm vô tình làm cho con mình sống trong sợ hãi cái này quý vị thấy rất là quan trọng một người lớn mà sống trong sợ hãi lâu ngày thì cũng sẽ bị căng thẳng và bị dẫn tới những cái bệnh À, những cái bệnh à, chuyển hóa à, như là à, trầm cảm, à, rối loạn sợ hãi, mất ăn mất ngủ, cao huyết áp, à, cao máu, cao mỡ vậy đó ha, Đó là người lớn. Còn con nít mà sống trong sợ hãi thường xuyên á thì là nó sẽ bị à, nó sẽ bị à, à, tổn thương tâm lý. Ừ. Và con nít mà nó căng thẳng thường xuyên thì nó chậm lớn, à, chậm phát triển. Cho nên là cái cái quan trọng á là mình phải dạy cho con mình biết cách tự bảo vệ nhưng mà à, mình phải làm sao để cho nó không có bị sống trong sợ hãi. Thì quý vị thấy là để cho người ta hành động à, thì có hai cách để mà thúc đẩy người ta hành động. À, cách thứ nhất là làm cho người ta à, thích thú và người ta muốn làm. Hai là làm cho người ta sợ hãi cho nên người ta buộc phải làm. Thay vì nói là làm cái này đi thì sẽ được cái gì đó rất là tốt. Hoặc là làm cái này đi sẽ bị để khỏi bị cái gì đó rất là xấu, phải không? thì là cái người việt mình có xu hướng là hay dùng cái con đường đe dọa, hay dùng cái con đường <laughs> à, tiêu cực, họ hay nói là à, à, con à, phải theo khẩu trang, con phải làm này làm kia không, nếu không là con sẽ bị bệnh, à, mà con bị bệnh là con chết chứ không, à, con có thấy không trên đường vũ hán bao nhiêu người đó, họ họ ngã họ chết trên đường, không ai lo, sát sát, sát đầy đường, phải không? Ừ. Con có muốn chết như vậy không? <laughs> hoặc là một cách nói khác nhẹ hơn thì họ nói là À, con mà à, không làm những cái việc à, phòng chống phòng bệnh này, thì con sẽ bệnh rồi con đem về là cả nhà bệnh theo rồi cái cả nhà đi nhà thương à, mà bây giờ nhà thương nó quá tải thì là à, họ mình sẽ không được chữa rồi cái nhà cả nhà mình à, không biết à, ai còn ai, ai còn ai thoát không thì đó là những cái cách mà quý vị à, sẽ làm cho con quý vị vô cùng sợ hãi và nó sẽ lo nó giữ gìn nhưng mà nó không đem lại ích lợi cho đứa nhỏ mà nó đem lại cái cái hại là là nó bị sống xong sợ hãi thì nó có thể tổn thương tâm lý hay có thể căng thẳng rồi chậm lớn vân vân cho nên là liên đề nghị cái cách nói quý vị phải là cái cách nói làm sao à, ai muốn nghe hãy comment thả thêm nhiều cho tôi nói tiếp <laughs> à, à, thì cái cách nói là thay vì mình nói cho con mình để trở thành một người nhát gan sợ hãi và cố gắng tìm cách tự bảo vệ gìn giữ thì mình phải nói làm sao để cho con mình khuyến khích con mình thành một người anh hùng, à, người anh hùng à, tham gia vào cái chuyện là à, không làm cho bệnh dịch lây lan phải không? thì khi đứa nhỏ nó cảm thấy nó là một người anh hùng mạnh mẽ như vậy thì nó nó thích thú và nó sẽ hành động à, nhưng mà nó và nó trở nên mạnh mẽ hơn. vậy thì thay vì nói là con mà không làm những cái việc à, phòng 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 bệnh này thì là con sẽ bị lây rồi con sẽ bị chết thì đừng nói vậy mình sẽ nói là con ơi à, đây là những việc mình cần phải làm để cho hệ miễn dịch mình mạnh mẽ hơn, à, để cho mình không bị lây thì mình sẽ không lây qua người khác và như vậy thì mình sẽ góp phần cho cái chuyện là ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Ừ. <laughs> thì quý vị sẽ thấy là đa số trường hợp là con nít nó nghe tới đó là nó khoái rồi, tại vì nó thấy nó ảnh hùng. và nếu nó hỏi mình là tại sao mình phải ngăn chặn bệnh dịch không để lây lan thì là thì là cái cách nói tiêu cực sẽ nói là à, nếu nó lây lan sẽ sẽ người nhiều người chết thì đừng nói như vậy, mình sẽ nói là nếu nó lây lan á, thì à, thì sẽ nhiều người bệnh. À, mà nhiều người bệnh đó, thì là à, thay vì nó là nhiều người chết thì mình sẽ là nhiều người bệnh thì à, nhiều người không có đi làm được à, không có đi học được thì là à, sẽ không có đóng góp cho xã hội được sẽ không làm ra sản phẩm sẽ không làm ra dịch vụ sẽ không đi chơi được thì cuộc sống nó mất vui phải không à, thì kinh tế nó bị trì trệ chỉ như vậy thôi mình chỉ nói tới đó thôi thì con nít nó 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 mình, nó không có cảm thấy là sợ hãi phải không mà nó chỉ thấy là à, khi tôi là một người mà góp phần những chuyện không làm cho dịch lây lan thì tôi thật sự là anh hùng là <laughs> nếu, nếu mà con con giữ cho con không lây bệnh và con không không có làm cho nó lây lan thì là con góp phần những cái chuyện là ngăn chặn cái cái sự lây lan của bệnh dịch thì đó là cái điều mà rất là tuyệt vời tại vì ai trong chúng ta cũng 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 muốn làm những cái điều tốt đẹp phải không thì bây giờ mới nói tới cái phần À, phòng bệnh như thế nào à, mấy này liên, liên bị bị cảm nữa thấy không à, cảm rồi cái hết rồi hết rồi lại cảm rồi hết rồi lại cảm rồi cái ông ông uh, ông bò có liên ổng cương quyết ông đòi liên phải đi bệnh viện khám bệnh đi. <laughs> mà liên nói thì các quý vị nếu mà liên bị corona thì giờ này liên cũng rồi còn đâu ngồi đây phải không thành ra là um, à, à, yên tâm không có sao đâu <laughs> um, câu hỏi đặt ra là tại sao liên không đi kiểm đi cho chắc ăn liên liên Linh có đụng chạm gì tới người tàu gì đâu mà mà nếu nếu mà nó càng ngày càng nặng thì chắc chắn liên sẽ đi 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 khám bác sĩ nhưng mà nhưng mà nó càng ngày càng nhẹ tức là thấy rõ là cái chiều hướng nó tốt rồi thì tại sao phải đi khám bác sĩ không à, rồi thì à, bây giờ phải à, cái cách tốt nhất để phòng mà virus corona là cơ thể mình phải khỏe mạnh cách tốt nhất cái hệ miễn nhiễm của mình là cái cái thứ phòng chống tốt nhất ha vậy thì à, cái điều quan trọng là quý vị phải cho con quý vị uống nước cam à, nhiều cho có vitamin C nhiều thì nó tăng à, hệ miễn nhiễm à, thứ hai á, là à, làm sao cho nó giữ được ấm à, à cơ thể mà lạnh á, thì nó nhiễm à, nhiễm bệnh mà nếu mà nó vừa mới nhiễm bệnh cảm à, xong thì cơ thể nó yếu đi cái là nó nhiễm corona cái là da rôi là dính á Ứ? nhưng nếu mà nếu mà nó nó khỏe mạnh bình thường thì nó có nhiễm corona thì cái cái cái, cái tỷ lệ tử vong là 10% tỷ, nghĩa là cái tỷ lệ sống cái tỷ lệ sống còn là 90% <laughs> phải không à, phải không thành ra là à, tỷ lệ sống còn cao lắm chứ đâu cần phải quá sợ hãi đâu à, vậy thì mình sẽ dạy cho con mình là chỉ cần mình giữ cơ thể mình khỏe con thì là mình sẽ không không có bị là, mình không có bị bị bị, bị bệnh hả và mình làm sao cho mình đừng có đừng có đụng tới virus là được vậy thì mình phải cho con mình mặc áo ấm nhưng mà con nít nó hay bị nóng nó chạy nó chơi cái người nó nóng đột ngột nó tháo áo ra rồi cái hồ nó lạnh đột ngột nó dễ bị bệnh lắm cho nên nên chăng là quý vị hãy cho con quý vị mặc nhiều áo áo nhiều lớp mỏng à, nhiều lớp mỏng thì để là nó có hơi nóng thì nó lột lớp thì nó cũng cái lớp nó lột từng lớp một thì nó đỡ bị một cái sự thay đổi nhiệt độ quá quá lớn À, thì tốt hơn hết là cho mặc nhiều lớp mỏng thay vì là một lớp dày. Thứ hai là phải à, dạy cho con cách rửa tay xà bông. À, nhưng cái khổ là trường Việt Nam là liên không bây giờ chắc cũng đỡ nhưng mà nhưng mà cũng chưa có hoàn toàn tốt, tức là cái 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 nhà vệ sinh ở trường Việt Nam đó, nó nó ướt nhẹp chèm nhẹp, nhẹp mà nó dơ nó không có sạch sẽ, phải không? Cho vô nhà vệ sinh mà rửa tay nhiều khi à, lây bệnh từ chỗ đó. Cho nên là quý vị cho con mình mang theo một cái bình à, cái, cái chai còn nhỏ nhỏ dạy con mình là con đụng bất cứ nơi đâu xong rồi trước khi mặt con đụng vô mặt con trước khi đụng vô mặt thì phải tẩy phải 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 bôi tay lên trong còn đi cho nó tẩy 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 trùng đi rồi lúc đó mới đụng lên trên mặt đụng tiền xong là phải tẩy trùng đụng bàn đụng ghế đụng cửa đụng bảng gì đó là phải tẩy trùng tay rồi mới đụng lên mặt được À Um, rồi uh, uh, còn uh, đeo khẩu trang uh, để uh, uh, để mình khỏi có bị người ta hắt xì nó bay vô <laughs> cái mặt mình và sự thật là mình hắt xì khỏi bay vô mặt người khác cái khẩu trang mục đích là để nó ngăn chặn giữa cái sự lây nhiễm giữa hai người với nhau um, <laughs> thiên địa nhân đó là muốn ốm thay cho ai liên quá hà trời <laughs> cái chuyện đó không không ai thay cho ai được không ai chết giùm ai được không ai sướng giùm không ai sướng giùm người khác được không ai khổ giùm người khác được không ai bệnh giùm người khác được hơn à, à, thì 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 à, cuối cùng là khi mà à, nếu mà bây giờ mà khẩu trang y tế bên Việt Nam nó bán mắc quá thì là mình cứ dùng khẩu trang vải thôi nhưng mà mình phải giặt hàng ngày. Ừ? phải giặt hàng ngày đi học về là cởi ra giặt rồi treo lên à, và ở bên Việt Nam liên nhớ hồi liên nhỏ à, thì là không có bao không, không áo quần không có nhiều à. cho nên là không có thay hàng ngày nhiều khi mặc hai ba ngày nhà rồi mới thay à, thì bây giờ là mình phải thay hàng ngày hả? đi về là thay liền đi về là thay liền để mình không có mang virus từ ngoài đường vô trong nhà mình à, Ừ, vậy thôi, rửa tay thường xuyên, tắm thường xuyên à, Trong nhà thì mở cửa thông thoáng à, Đừng có để máy lạnh dưới 25 độ C à, Còn virus mà nó vô người mình thì là mình có 40 độ nó cũng không có chết đâu <laughs> Nhưng mà virus trong môi trường á, thì là trên 25 độ là nó chết ừ. À, tiếp theo nữa là đồ ăn thức uống là mình phải nấu 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 đi đi chợ mua đồ ăn về đó hả à, thì là bây giờ là cái gì cũng phải nấu sôi hết chứ à, không có ăn đồ tươi sống được à, nguy hiểm lắm à, à, nước uống à, cái khổ của mấy là mấy 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 cái chai nước suối đó thì là trên cái chai đó là cũng dính virus tùm lum à, thì đem 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 mấy cái chai nước suối đó về là à, à, phải phải rửa 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 cái chai bên ngoài ha phải phải lau bằng cồn đi hoặc là hoặc là hoặc là sôi nước sôi lên chứ không mình mở cái nắp chai mình uống là dính liền phải không? thành ra là ở trong cái ở trong cái ổ dịch thì mình phải biết tự bảo vệ mình còn cái chuyện mà liên bị bệnh cảm thì lần nào liên qua bên Nhật liên cũng bị bệnh cảm đó À, à, chuyện này không có mới năm nào cũng vậy lần nào cũng vậy cho thành ra là nó không có gì ngạc nhiên mà vấn đề là liên cảm xong cái là liên hết nhà. nó 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 bớt ngay ngày hôm sau rồi nó càng ngày càng tốt lên thành ra là không không phải không cần phải đi bác sĩ thì liên nghĩ là à, cái chuyện này nó rất là đáng tiếc là chính phủ Việt Nam họ 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 coi trọng liên li nghĩ là họ họ sợ mấy hàng tàu hơn là mạng sống của người dân họ họ quý cái ghế của họ hơn là hơn là lẽ phải cho nên là cho nên là trong cái việc mà họ đối họ họ phản ứng với cái dịch bệnh dịch này thấy rõ là họ họ họ, họ quá trì trệ và họ quá vô lương tâm và vô trách nhiệm với với sự an nguy của người dân á à, tốt hơn hết là mình tự lo chứ mình không trông chờ gì được ở chính phủ <laughs> thành ra là À, chỉ mong là à, quý vị à, có cách để mà tự bảo vệ mình, tự bảo vệ con mình à, trong cái cơn bão dịch à, corona này. À, nhưng mà liên thấy là nó cũng không có phải là đáng sợ tới cái mức mà mà mình phải mất ăn mất ngủ đâu. Chỉ cần mình cẩn thận là được. Ha. À, những cái bé mà à, nhỏ nó dưới 5 tuổi á, thì là à, mình nhất là dưới 2 tuổi á, thì cái hệ miễn nhiễm nó rất là kém á, thì cái đó À, ly nghĩ là con nít dưới 2 tuổi Chắc là quý vị đừng cho đi nhờ, nhà trẻ nít dưới 2 tuổi mà dính Thì nguy hiểm lắm à, Con nít dưới 2 tuổi à, Những người Mà đang có bệnh nặng Hay là những người vừa mới mổ xong Hay là phụ nữ đang có mang Hay là người già trên 80 tuổi à, Những người có những bệnh nặng như là Đang xạ trị ung thư Hay là À, uống thuốc này là cao máu hay là tiểu đường hay là um, um, cao mỡ đó thì là cái 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 hệ miễn nhiễm họ kém đó, thì là cái đó cũng là một điều đáng sợ cho nên tốt hơn hết là à, đừng đi đừng có đi lễ hội nhà thờ nhà chùa ha à, bây giờ mà đi đi tới nhà thờ nhà chùa để để xin cái gì đó thì không biết có được hay không nhưng mà chắc chắn được cái con virus corona mang về <laughs> cho nên tốt hơn hết là đừng đi tới những cái nơi đông người. Ừ. À, còn con mình thì là liên um, nghĩ, thật ra phụ, phụ huynh Việt Nam rất là coi trọng cái chuyện học hành của con mình thì đó là điều tốt đẹp phải không? Um, nhưng mà quý vị thử nghĩ coi, à, con quý vị mà có uh, trong trường hợp liên liên cái này nó gọi là maximum test, uh, maximum test là hay là minimum test tức là À, trong trường hợp xấu nhất á, mà con quý vị vì cái dịch cúm này mà nó bị ở lại lớp á, phải không? nó phải là xấu nhất không? không nó không phải là trường hợp xấu nhất trường hợp xấu nhất á, là vì cái dịch cúm này và và người ta chết vì cái dịch cúm này đó mới là trường hợp xấu nhất thành ra là nếu quý vị thử nghĩ coi nếu mà phải chọn giữa à, đi học rồi sẽ bị bệnh dịch và không đi học bị ở lại lớp à, thì cái nào nguy hiểm hơn phải không? cái đó là cái quyết định cá nhân mà người khác không có khuyên được ừ. nhưng mà linh nói thiệt con nít nghỉ ở lại lớp một năm cũng không phải là lớn chuyện à, vấn đề chính là khi mà con quý vị ở lại lớp quý vị nói gì với con mình quý vị một một đứa trẻ hay một người lớn như chăng nữa à, khi họ thất bại mà họ được sự hỗ trợ của người thân để rút kinh nghiệm rồi rồi tiến bộ thì là thất bại sẽ làm mẹ thành công nhưng khi mà con nếu thấy người lớn gì đó, như chăng nữa mà nó thất bại rồi cái người thân chửi rủa rồi chê bai rồi trách móc rồi tiếc núi rồi gì gì đó thì cái đó là thất bại đó là mẹ của thất bại lớn hơn đó, chứ làm sao mà mẹ thành công được đúng không thành ra quý vị cũng không cần phải quá sợ hãi cái chuyện mà con quý vị nghĩ thì sẽ mất bài à, có mất năm cũng có nhiều <laughs> đúng không có mất năm cũng có nhiều thành ra là um, Uh, liên liên không có quyền uh, khuyên răng quý vị điều gì nhưng mà nếu thiệt thật lòng nếu liên là một phụ huynh đang ở Việt Nam uh, và trong trường hợp là Việt Nam là mở toan cửa để đón Trung Quốc như vậy á uh, thậm chí là máy bay Việt Trác còn chở người từ Vũ Hán về nữa thì là liên sẽ không cho con liên đi học nhất là hai tuần và trong uh, và liên liên đề liên có lời đề nghị là các trường uh, uh, hãy 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 coi trọng uh, cái 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 sự an nguy của học sinh mình mà biết à, à, tự hành động chứ không phải là lặng lẽ à, nghe theo cấp trên một cách ngu xuẩn à, hãy cho con nít họ nó nghỉ hai tuần ít nhất và trong quá trình hai tuần đó thì mình nói với phụ huynh là hãy theo dõi để coi có bạn nào mà có sốt thì là đừng cho tới trường ừ. à, rồi hai, hai tuần nữa là tính tiếp nếu hai tuần nữa thì à, à, sau hai tuần mà lúc đó mình nói là ok bây giờ đứa nào trong hai tuần vừa rồi mà sốt thì đừng tới trường, mà đứa nào không sốt thì mới tới trường thì đứa thì có thể là mình giảm thiểu cái nguy cơ là những bạn có bệnh thật sự lại là lan cho những bạn khác không? À, Liên cũng đề nghị là trường nên nghĩ tới chuyện là trong thời gian này thì à, học online để cho con nít nó nó được ở nhà nó khỏi bị à, lây là khỏi bị lây lan ha. À, thì à, Liên à, à, stream Liên nó chỉ có vậy thôi, Liên hy vọng là quý vị cảm thấy nó có ích lợi thì hãy chia sẻ lên tường nhà của mình. À, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream này. <laughs> cảm ơn quý vị thả tim, cảm ơn quý vị comment à, và cũng xin thông báo là những khóa học dành cho tuổi teen trong tháng 2... á là liên đã post lên cái 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 phần sự kiện ở trên cái fanpage này. liên cũng post lên cái kênh thông báo trần thị Ái liên trên à, trên telegram và liên cũng post trên trang nhà trần thị liên vn thì quý vị nào mà có con từ 10 tới 19 tuổi thì xin hãy đăng ký để cho con quý vị được tham gia à các khóa học trong tháng 2. Hiểu về cảm xúc, hiểu về phản biện, viết văn phong phú là dành cho tuổi teen từ 10 tới 19 tuổi. Quý vị nào mà trên 20 làm ơn đừng có chui vô đó nha chỗ đó không có dành cho người lớn <laughs> chỉ có lớp trí tuệ cảm xúc là dành cho người lớn thì trong tháng 2 này cũng có quý vị muốn đăng ký cho những cái khóa học này thì xin hãy lên trang nhà trần thẻ liên vn một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị cảm ơn quý vị thả tim cảm ơn quý vị chia sẻ lên từ nhà của mình và rất cảm ơn quý vị đăng ký cho những khóa học trong tháng hai. À, xin kính chào quý vị, xin kính chúc uh, quý vị và gia đình của chúng ta được uh, bình an và vượt qua cái cơn bão uh, uh, bệnh dịch bệnh dịch này một cách thật là mạnh uh, mẽ, an toàn và hạnh phúc, <laughs> khỏe mạnh hoàn toàn. Uh, xin kính chào quý vị. Bye bye.